Với tổng số điểm là 53,85, em Phạm Khắc Anh Khôi, học sinh lớp 12A2 trường Trung học phổ thông Cần Giuộc, tỉnh Long An đã xuất sắc trở thành thủ khoa bài thi khoa học xã hội của tỉnh trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2023. Khôi giành được chuỗi điểm số các môn khoa học xã hội vô cùng ấn tượng như là ngữ văn đạt 9 điểm, lịch sử 9,75 điểm, địa lý 9 điểm và giáo dục công dân 9,5 điểm. Ngay sau đây thì mời quý khán giả cùng gặp gỡ thủ khoa này với ước mơ rất đổi giản dị của mình. Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, nhưng anh Khôi vẫn quyết tâm tự học và đạt thành tích đáng tự hào như 12 năm liền là học sinh giỏi, giải khuyến khích ngữ văn cấp tỉnh năm học 2021-2022. Ngoài thời gian ôn ở trường, em cũng có học ở nhà. Học nhà là chính, tại vì là em được tiếp xúc với Internet cho nên là em tra cứu nhiều thứ ở trên đó. Văn, sử, địa đối với Khôi là một niềm đam mê. Để chinh phục những môn học đòi hỏi trí nhớ cao và tính logic, anh Khôi đã tự rèn luyện cho mình tư duy nhạy bén. Để học những cái môn mà lý thuyết nặng về lý thuyết như sử địa công dân thì thực sự là em không có học hết mà chỉ là học những từ khóa quan trọng. Bên cạnh việc học, Khôi còn làm việc nhà, phụ những việc lặt vặt trong tiệm tóc nhỏ của mẹ. Mẹ là nguồn động lực lớn nhất để anh Khôi hoàn thành tốt con đường học tập của mình. Thầy giáo mà nhắn mà bé đầu thủ khoa của tỉnh vậy đó, trời thì cái không biết làm sao luôn, hai ngày hai mẹ con không có ngủ. Em có một ước mơ đó là em sẽ được đậu vào trường sư phạm. Khi mình được làm một thầy giáo thì mình sẽ truyền đạt cho thế hệ sau những kiến thức để xây dựng đất nước, mình bồi dưỡng tâm hồn và đạo đức cho thế hệ trẻ. Dẫu con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng hy vọng anh Khôi có thể thực hiện ước mơ trở thành người thầy truyền cảm hứng cho thế hệ mai sau.